Kính thưa Đại Đức Thích Ngộ Phương và toàn thể đại chúng, con xin hỏi là xin Thầy hướng dẫn về phương pháp rải tâm từ và cách điều phục tâm luôn ở trong chánh niệm, phương pháp buông xả không bám víu và thiền minh sát. Xin cảm ơn Thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên Sư Phụ, kính thưa toàn thể đại chúng. Câu hỏi của anh Phật tử là về thực tập thiền rải tâm từ. Đó là một ý. Ý nữa là gì? Làm sao mà để tâm của mình ở trong cái chánh niệm với cái tâm từ đó? Khi mà mình đề cập đến vấn đề tâm từ á, là tâm của mình nó đang bất an mà như đề cập tới nó. Tức là mình đang có bệnh và mình nhận ra mình có bệnh. Cái bệnh mình là bệnh sân. Cho nên mình có cái thuốc là từ tâm. Có bệnh mới cần thuốc. Khi nhận ra bệnh là bắt đầu mình hết bệnh. Vậy vấn đề là khi trong tâm mình sân hận thì nó là kết quả rồi. Mình không có thể thay đổi kết quả, mình thay đổi nguyên nhân. Thấy một người đang khóc, không thể bảo họ nín. Họ đang khóc là kết quả của một suy nghĩ sai lầm, là nguyên nhân. Mình tìm hiểu nguyên nhân và thay đổi nhận thức của họ. Một người đang ngủ trong giấc mộng, tới họ đang ú ớ, họ nói cái gì đã không biết. Mình làm sao biểu họ đừng có ú ớ nữa hả? Không, mình đập họ dậy, đúng không? Bởi vì ú ớ là kết quả trong một cái cơn mê mộng du trong đầu. Vậy phải đánh cho họ thức dậy, tức là phải thay đổi nguyên nhân. Còn kết quả nó là tập khí, là thành cảm xúc rồi. Cảm xúc nó là một kết quả phản ứng của những suy nghĩ tiêu cực. Khi mà mình suy nghĩ tiêu cực là cảm xúc tự động nó lên tiếng và bắt đầu là từng cái tế bào nó rung như thế này, là cái năng lượng trong con người mình nó sôi phèo lên. Nó kiểu mà mình không chịu nổi nữa. Và nó đốt gan phèo phổi của mình. Và bắt đầu mình muốn nắm cái cục lửa đang ở trong tim mình và ném vào đối tượng đã tạo ra cục lửa này. Và tay mình cháy trước. Như vậy mình thực tập rải tâm từ, không phải đợi ngồi thiền xuống. Đó là quá muộn. Nhưng mà nó vẫn tốt hơn là không biết gì. Nhưng mà vấn đề là thay đổi cái nguyên nhân của nó. Mình đã thấy khi mà một người mẹ có một đứa con khóc, đứa con nằm trong cái nôi á, người mẹ đi làm xung quanh, và đứa con khóc tự động, tiếng khóc của đứa con chạm đến cái tình thương người mẹ. Người mẹ không dám đi làm xa khỏi cái nôi, thì người mẹ luôn ở quanh quẩn bên cái nôi. Để làm chi vậy? Để cho có thể nghe được cái tiếng của đứa con mình khóc. Để làm chi vậy? Kịp thời tới và nâng nó lên. Nâng nó lên bằng cái gì? Bằng sự có mặt của mình với tình thương. Khi mà mẹ nghe đứa con khóc, mẹ tiến tới cái nôi, cái nhìn cái đứa con và mày sao khóc mày? Và cứ ôm đứa con lên cái tát cho mặt, mày khóc con. Tuy làm nãy giờ bực bội ngồi không nằm chơi mà còn không biết điều. Mẹ cái mẹ nó làm vậy không? Không phải mà mẹ ghẻ thôi. Mẹ không có làm như vậy. Và mẹ không có phán xét tại sao có lý do gì cả hết trơn. Và mẹ bằng cái tình thương ôm đứa con lên và đặt vào con tim của mình bằng một sự từ ái trong cái tim á, để trái tim nó đập nhẹ bịch vào con tim của người con á. Cái âm thanh đầu tiên của một con người á, nghe được đó là tiếng đập của người mẹ. Cho nên cái nhịp đập của con tim của người mẹ vào cái nhịp đập của đứa con, tự động đứa con cảm nhận sự ấm áp và được chăm sóc. Cho nên bao nhiêu cái nỗi khổ niềm đau, những cái lý do gì trước đó người mẹ không cần biết, nhưng mà tự động đứa con đến khóc. Như vậy là tình thương không cần lý do. Cho nên mình thấy được cái hình ảnh của người mẹ chăm sóc người con như thế nào á, thì mình chăm sóc cái người con sân hận trong mình như thế đó.
Mình đừng có đi xa quá cái thân của mình. Giống như người mẹ quanh cái nôi vậy đó, thì mình cũng ở gần gần cái thân của mình chút. Đừng có để hình ảnh âm thanh bên ngoài nó kéo mình chạy quá xa. Mình phải cẩn thận ở trong cái bước chân, ánh mắt, nụ cười, lời ăn tiếng nói của mình đó. Để khi mà mình sai lầm một cái gì là mình lập tức biết ngay ở trong con người mình có một đứa con đang trỗi dậy và cần sự có mặt của người mẹ tỉnh thức. Về lập tức, khi về kịp thời thì tiếng khóc của đứa con đang còn nhỏ, chưa có đau đớn quá, thì mình ôm ấp bằng cái tình thương nó còn kịp thời. Cho nên hình ảnh của người mẹ quanh cái nôi chính là hình ảnh của sự tỉnh thức ở xung quanh cái thân mình và trong cái thân mình. Mình thực tập như vậy, khi mà người mẹ nghe tiếng khóc của đứa con được người mẹ làm cho hết khóc, thì người cảm ơn phải là đứa con, đúng vậy. Nhưng người cảm ơn cũng là bà mẹ luôn. Bởi vì chính bà mẹ nhờ đứa con cho nên không có dám đi xa cái nồi. Cũng chính vì cái đau khổ, cái thân và cái tâm của mình, cho nên mình không dám đi xa nó. Chính vì nhờ đứa con khóc, cho nên người mẹ bỏ tất cả cái dây mơ rễ má của cuộc đời, chạy tới lập tức, dù vàng, dù tiền gì không biết, nhưng con mình khóc là tự nhiên lòng từ trỗi dậy. Khi lòng từ trỗi dậy, mọi thứ bên ngoài kia bỏ đi. Cho nên mình đi ra ngoài đường, mình bình thường chưa có cái tình thương gì trong lòng hết, tự nhiên cái không thấy cảm giác gì hết. Nhưng mà ngang qua một người cùi đuôi sức mẻ ăn xin thảm thương quá, tự động trong mình lòng trắc ẩn trỗi lên. Như vậy họ được mình cho một miếng, họ cảm ơn, nhưng mình cũng phải biết cảm ơn, bởi vì họ là tác nhân làm cho tình thương này biểu hiện. Và đứa con giúp cho mẹ biểu hiện mẹ chính là tình thương. Vậy đứa con đó làm cho người mẹ có mặt trên đời. Vậy nỗi đau sân hận đó là đối tượng quán chiếu để cho tình thương đi vào. Chứ cơn sân không có phải là kẻ thù đâu. Bỏ cơn sân là hết tình thương đấy. Vậy làm sao với một cơn sân? Khi cơn sân nổi lên, mình bắt đầu thực tập. Hôm nay mình được hành thiền, mình thực tập, mình quán chiếu cơn sân, mình thấy cơn sân, mình tách ra khỏi cơn sân, mình nhiều hơn là một cơn sân. Bắt đầu mình làm gồng mình. Bắt đầu cái tự ngã trong mình nó nổi lên, nó dạy dỗ nè. Không có làm được đâu. Tôi biết bao nhiêu lần ăn thất bại rồi. Đừng có bày đặt mà quán chiếu, mà tách tôi ra khỏi anh, mà ôm ấp gì. Đừng có nói những lời sáo ngữ. Tôi không có tin. Về đi, hãy lấy cơn sân này tạo ra những cơn sân khác. Hãy luân hồi nó và tiếp tục tạo ra khổ đau đi. Đó là cách anh làm xưa nay đấy. Nó phỉnh phờ mình như vậy đó. Và mình tỉnh thức thì mình nói: ô em ơi, ngày xưa đến giây phút trước khi mà em sân á, thì ta đã bị em lừa hơn chục ngàn tỷ lần trong vô minh sanh tử nhiều kiếp trước cho đến kiếp này rồi. Và mỗi lần tôi tuân lệnh theo em, người ta chỉ làm nuôi lớn cái lửa sân trong tôi thôi. Em hại tôi nhiều chứ em chả giúp gì tôi đâu. Đừng có phỉnh tôi lần nữa. Tôi đã biết cái cuộc lừa đảo của em là ngoạn mục rồi. Bây giờ em về, tôi không chạy trốn khỏi em bằng cách loại trừ em. Hãy chấm dứt em bằng cách tạo thêm ra khổ đau. Một cơn sân trồi lên trong mình, mình muốn hết cơn sân là mình muốn cái người kia nè, cái người mà gây ra đau khổ này nè, phải đau khổ hơn mình thì mình mới hết sân. Người ta nói mình một câu nặng, mình phải nói nặng bằng và gấp đôi, thì tự nhiên mình hết khổ. Mình tin như vậy. Và đúng như vậy đấy. Hết khổ lúc đó mình cảm thấy đã đời trong người mình. Nhưng mình về mình gác tay lên trán, thấy sao mà nó tội lỗi quá. 14 người lên chùa sám hối cái đó. Và mình mà hơn họ thì họ sẽ nuôi hận thù thiên thù. Như vậy không có cách nào, chỉ có một cách duy nhất, đó là đừng chạy trốn khỏi cơn sân. Cái người chưa tu á thì chui vào cơn sân để cơn sân chứa đựng mình. Mình đang là đại dương mênh mông vậy đó, không có sân hận bực bội hết. Tự nhiên cái người ta nói thẳng vào mặt mình một cái, đụng chạm đến cơm áo gạo tiền, con cái, vợ chồng, tài sản mình một cái, cái mình trùng mân trọng mắt lên. Bắt đầu cơn sân nó chiếm lĩnh mình. Mình bị nó chứa đựng,
và nó đi qua con mắt của mình trừng lên, nó đi qua đôi tay của mình vung lên, chúng mày tát á, gớm lắm. Cái này á, và đó là cái cách của người đời, của người chưa tu người ta làm. Người ta sử dụng cơn sân như là chính con người thật của họ. Họ đồng hóa và trở thành một với cơn sân, và họ lấy cơn sân để hành động, nói năng và suy nghĩ. Một cơn sân là như thế này nè, và nó chế ra những suy nghĩ tiêu cực, và những suy nghĩ tiêu cực làm cho mình sân lên nữa. Cái thằng đó nó làm cho mình sân, và bắt đầu những cái gì xấu xa của nó là nó về hết trong đầu mình. Mình sâu chuỗi toàn bộ những gì mà tiêu cực hư đốn nhất của nó về. Đến chi? Để cơn sân mình có thật hơn nữa, để khẳng định cơn sân mình đúng hơn nữa, để cho phép mình sân là đúng. Và chân lý của cái ta tự ngã, cái đúng của tự ngã lúc nào cũng là đau khổ. Con mũi nó cắn mình đấm cái bóp, chết luôn. Bởi vì sao? Tại sao? Tại sao lại cắn tôi? Máu của tôi, tại sao anh hút? Chết anh là chuyện của anh. Cho nên phản ứng là bằng cái tâm sân của mình lúc nào cũng gây đau khổ. Thứ nhất là đánh mình đau, thứ hai là mũi chết. Người chưa tu đắm mình trong cơn sân, sử dụng cơn sân như là chính mình để tạo ra nghiệp, tạo ra luân hồi cơn sân từ mẹ ở công việc, ở nhà, ở công việc, xong rồi đem về nhà lấy cơn sân đó mà đổ vô nồi cơm mà nấu, nấu khua rỗng ráng, ông chồng ngồi trên nghe là biết có chuyện rồi đó. Lấy cơn sân nó luân hồi qua một một giọng điệu dạy con của mình: mày đã về chết với tao, thích chết mình tự nhiên rủ con mình chết. Đó là cách làm của người đời. Cách làm của người tu á, nếu mà không khéo thì mình lại chạy trốn cơn sân. Nó sân lên cái mình: ồ, cái này là xấu, cái này là tệ. Tu mà sao sân hoài, là mình bắt đầu chạy trốn. Người ta nói mình á, bình thường là mình chửi lại khi mình chưa tu. Bây giờ mình tu cái mình nói không chửi lại, cái mình chạy vô trong phòng, cái mình ngồi đó là một cách khác, không khác gì ngoài đời hết. Và nó còn làm cho mình ức chế hơn nữa, tức nước vỡ bờ một ngày nào đó rực lên máu não là tự động vẫy tay chào cuộc đời luôn. Như vậy là mình lấy cái sai, cái tệ của người ta làm tài sản của mình. Mình là tỷ phú thời gian mà, cho nên mình rảnh mình đi kiếm cái đồ xấu ngoài kia, cái vụng về, cái dở tệ, cái đổ bể, cái dâu bể đó, mình vô đây mình lấy tài sản của mình để mình làm nuôi lớn cái đau khổ, và mình chế ra đau khổ, mình sống trong đau khổ, cái mình mang cái đau khổ để mình đi vào những cõi thấp hơn. Bây giờ mình không làm như vậy, mình không chạy trốn cơn sân. Mình coi cơn sân là đứa con nít đang cất tiếng khóc ở trong lòng mình, và nó là đối tượng để cho tình thương mình có mặt, và tình thương đó thành một cái năng lượng xung quanh cơn sân. Khi trong lòng mình mà có cơn sân, lập tức mình đánh đồng với nó thì mình bị nó chứa đựng. Nhưng khi mình nhận ra cơn sân, mình tách rời ra, mình đứng trên bờ chánh niệm để mình nhìn xuống dưới cái dòng lũ kia là dòng lũ sân hận đang chảy, thì mình tách ra khỏi nó. Lúc nãy mình có một không gian cho cơn sân tồn tại, mình không chạy trốn nó, nhưng mình không đồng hóa và tự động nhảy xuống dòng lũ cho nó cuốn mình đi. Mình đứng đó, mình tách ra khỏi nó, bởi vì hơn ngàn lần nó cuốn mình đi, hơn ngàn lần mình chạy trốn, mà cơn sân hại mình bằng những phương pháp đó. Bây giờ mình phải làm phương pháp khác, đứng ra tách khỏi nó và nhìn xuống nó, nhìn nó chứ đừng có sợ nó, nhìn nó chứ đừng có phán xét nó. Đừng có nói cơn sân là xấu, đừng có nói cơn sân là của tôi, đừng có nói cơn sân là có thật. Khi tâm chưa sân thì biết tâm chưa sân, khi tâm không sân thì biết tâm không sân, khi tâm sân thì biết tâm đang sân. Đó là quán tâm trên tâm mà Phật dạy á. Chứ Phật không có nói là khi tâm con sân, cái con nói cái tâm con sân là tâm xấu, cái tâm này sân là cái tâm không đúng, cái tâm sân là có thiệt, cái tâm sân là của con. Và không dạy thế. Phật nói là thấy cái tâm nào thì thấy cái tâm đó, không có đặt tên gọi danh, không có tốt xấu gì nó hết. Khi mà càng cho nó xấu á là anh càng loại trừ nó. Tôi đang tu đi chỗ khác chơi, này, nhanh. Là mình càng tạo ra một cái mà mình không muốn, mình càng loại trừ cơn sân là mình đang cần trở nên nó.
Sân là một cái khổ, loại trừ cái khổ là một cái khổ khác, khổ khổ. Vậy bây giờ mình một cái khổ, một đứa bé là để cho lòng thương của người mẹ có mặt. Khi mình có mặt cho cơn sân đã là một giải thoát rất lớn rồi. Vì cơn sân lúc này mình nó không chứa đựng mình, tức là nó không có lấy tay chân của mình để nó sống cuộc sống của nó. Cơn sân nó có cuộc sống riêng của nó đấy. Và mình làm nô lệ để cho thức ăn nó lớn hoài. Và khi mình sân lên, một cơn sân nổi lên, thì nó đợi chờ gì biết không? Nó đợi chờ một cơn sân khác. Một cơn sân khác mà Trường mang trọng mắt là để làm chi vậy? Để cơn sân này nó được là đúng, để nó được có cơ hội lớn lên tiếp. Vậy cho nên khi mà có cơn sân á, là mình lấy nó làm đối tượng để tu tập lòng từ bi, chứ không phải là rải lòng từ bi nữa. Trong con tim mình á, nó phải là bến đỗ của bình an, thì bước chân của mình sẽ là bình an nơi mình đến. Mình có tiền á, mình mới cho người nghèo tiền. Mình có thương yêu á, mình mới rải được thương yêu. Như vậy rải thương yêu nó là một động từ, nó là một kết quả rồi đó. Thì buộc mình phải có thương yêu. Thì thương yêu đó không có thể tìm ngoài cái tâm phàm tục của mình mà có. Bởi vì tất cả những cái thứ dơ giấy, rác bẩn trong lòng mình đó, một đứa con nít luôn vòi vĩnh tình thương trong lòng mình đó, là cơ hội để cho mình có mặt tình thương cho nó, chứ không phải sân hận chê bai nó. Đấy. Cho nên tâm sân không có xấu. Tâm sân không phải của tôi. Bây giờ có tôi đâu mà của. Tâm sân cũng không phải có thật lát nữa hết à. Nhưng mà tâm sân khi trở thành đối tượng tâm linh để cho mình tu tập, thì mình coi cơn sân là một thiền sư. Bởi vì có mặt thì phải luôn có mặt cho cái gì đó. Mà khi có mặt cho một nỗi đau thì có tình thương mới có mặt cho nó được. Cho nên cơn sân là một thiền sư của từ ái. Nhưng mà đừng có cố gắng sân lên để tự ái nha, phải ạ. Vậy với lòng mình có cơn sân thì lúc đó trước hết đó, là mình phải tách mình ra khỏi nó cái đã. Mình biết mình nhiều hơn là một cơn sân, bởi vì trước đó 2 phút mình đâu có sân. 2 phút nữa cơn sân này cũng mất. Rồi tự nhiên cái mình nhảy vô đó, cái mình để nó cuốn đi, rồi mình tạo nghiệp chí. Mình biết là nó không thật, mình đứng ra ngoài và bắt đầu mình nhìn nó. Nhìn nó bằng lòng tự ái, bởi vì nó là đứa con nít đang cần tình thương để chăm sóc. Cơn sân đó có thể có nhiều lý do. Mình quá căng thẳng với thân xác của mình vì công việc, mình quá vội vàng lo lắng về quá khứ hay tương lai, tâm mình hao năng lượng, cho nên ai mà khèo cái mình bực bội. Cơn sân nó đến từ nhiều nguyên do, và mình không đủ thời gian để mà đi tìm hiểu nguyên do. Mình phải có mặt cho cái cơn sân đó trước. Giống như người mẹ không có tới hỏi đứa con vì sao con khóc, người mẹ tới bằng tình thương và làm cho con hết khóc. Một mũi tên bắn vào trong người mình, mình đi hỏi mũi tên này từ đâu, làm từ cái gì, hay là mình phải tìm cách chữa trị vết thương. Mình đi tìm lý do là mình đã hết thời gian, nó chết trước rồi. Cho nên vấn đề của mình là chữa trị vết thương khác, chữa trị vết thương trước. Có mặt cho vết thương của mình, giống như là người mẹ có mặt cho đứa con đang khóc. Và cơn sân nó cảm ơn mình, nhưng mình cũng cảm ơn cơn sân. Người nào rác nhiều thì người đó hoa nở càng đẹp. Nên đừng đánh đổ, đừng loại trừ, đừng chê bai. Tất cả những gì ở trong mình là rác rưởi, đó là những vị thiền sư để cho mình huân tập đó hoa giác ngộ. Tất cả những rác rưởi bên ngoài kia của người thân, người thương, người không tỉnh thức xã hội xung quanh mình, họ cũng là những vị thiền sư để cho mình có mặt cho họ và nuôi lớn sự có mặt của mình. Tất cả họ đến không phải để mình nắm giữ họ, cũng không phải để mình loại trừ họ. Tất cả họ đến là để cho mình thấy họ, nuôi lớn cái thấy của mình, thì mình đảnh lễ họ như một vị Phật. Phật ở đâu? Phật ở đâu? Phật ở đâu nếu không phải là những gì xung quanh mình? Bởi vì khi mình đã bước đi con đường tâm linh, thì cái gì
đến với mình cũng giúp cho mình có mặt ở phút giây này. Chẳng hạn như thầy đang ngồi đây, thầy ngồi thì nghĩ lung tung, tự nhiên cái ai đó đánh tiếng chuông kia, bộp cái thầy phải buộc quay về đấy. Và tiếng chuông là vì thầy. Thì cái sân nó cũng như vậy, nó làm cho mình như thế này nè. Thì lúc đó là cơ hội rất lớn để cho mình cảm nhận được cái độ rung của từng tế bào ở trong cơ thể nội tại bên trong á. Chứ mình đừng có dùng nó, có mặt cho nó. Cảm nhận, cảm nhận nó là mình có một không gian lớn cho nó. Và bắt đầu từ khi mà nó chứa đựng mình như là thói quen, thì bây giờ mình có mặt cho nó là mình chứa đựng nó. Khi mình chứa đựng nó từ từ, nhẹ nhẹ, nhàng nhàng, thì người mẹ sẽ đấm cái bộp bộp trời con tim mình qua tim đứa con. Thì ánh sáng của mặt trời sẽ rọi xuống một cái hoa. Cái hoa sáng sớm chưa nở rọi vào nhẹ nhàng thôi, chứ ánh sáng mặt trời đâu nói cái hoa này sao lâu nở dữ gì, nở nhanh nhanh rọi hoài gì nữa. Đừng có nói vậy, đừng có tranh thủ loại trừ cái cơn sân của mình là tạo ra cơn sân khác. Ánh sáng mặt trời vẫn rọi vào cái hoa, rọi nhẹ nhàng từ ái, rồi đủ độ nóng thì cái hoa nở ra. Cơn sân của mình, đủ sự có mặt của mình, từ từ, từ từ thì nó sẽ chuyển thành thương yêu. Một câu hỏi, thầy sẽ trả lời cho nhiều câu hỏi. Đó là cách để mà mình chuyển hóa cơn sân của mình. Ai trong chúng ta cũng có cơn sân hết, thì đó là đối tượng để ta tu nha. Đó là cái ý thứ nhất đấy. Cho nên xưa nay mình bực bội với cơn sân của mình, thì bây giờ mình hãy hoan hỷ và coi nó là ân nhân để cho mình giác ngộ. Con bọn trâu heo chó ngạn vịt nó có sân không? Có. Nhưng mà nó có biết nó sân không? Không. Ân sủng nhất của loài người đó là biết mình khổ. Khổ là một món quà. Khi biết mình có món quà khổ là bắt đầu mình giác ngộ. Biết mình có cơn sân, tức là bắt đầu mình dùng cơn sân như là đối tượng để cho mình quán chiếu, thì giác ngộ là giác ngộ một cái gì đó, giác ngộ từ cơn sân. Đó là cách thức rải tâm từ. Có tâm từ rồi mới rải. Còn cái cách thức ngồi thiền mà quán chiếu, rải tâm từ trên nơi này nọ kia, đó là trong cái tâm mình đó, đang có nhiều vấn đề và mình đang dùng pháp đối trị tất đàn để mà mình đối trị ngay lúc đó, nhưng nó không có bền vững, buộc mình phải áp dụng vào trong đời sống hàng ngày. Và đặc biệt cơn sân đó, là nỗi đau của mỗi người trong này. Nếu như người đó có một đối tượng nào mà họ không tha thứ được trong quá khứ, phụ tình tôi chẳng hạn, mình không tha thứ cho một người là trong mình nuôi một cơn sân. Hãy gặp con cái của họ mình cũng gác nó, huống hồ gì gặp cái mặt của họ. Thì mình hãy học cách sống ở phút giây này và bắt đầu tha thứ, chấp nhận và khoan dung cho từng phút giây này. Thì mình không mất thời gian để mà sau này mình phải tập tha thứ và đi hỏi cái câu: thầy ơi, làm sao con hết sân và làm sao con tha thứ. Mình hãy học tha thứ, mình hãy học chấp nhận, mình hãy học có mặt ở phút giây này, thì mình không có cần phải học cách buông bỏ về sau. Xu hướng của cái ta tự ngã là bám víu, nắm lấy. Nó tự nghĩ ra trong đầu nó, nó nghĩ ra một cái gì là nó bám lấy cái đó để nó trở thành. Chẳng hạn như là ngồi đây nghĩ một cái ý kiến gì đó rất là hay, cái mình nói ra cho mọi người biết, cái mọi người tung hô lên, cái mình họ cảm thấy ta đây, cái gì đang cảm thấy gì, một cái ta ảo tưởng. Khi mà người ta đá đổ cái ta, cái ý kiến đó, cái tự nhiên mình cảm thấy đau khổ và bị loại trừ. Và mình về mình ngủ yên gác tay trán nghĩ tới hai cái đó hoài. Là một sự bám víu. Cái gì bám víu? Cái ta ảo tưởng mình bám víu. Vậy làm sao? Bỏ cái ta. Bằng cách nào? Hãy quay về dưới cái đời sống hiện tại. Bây giờ ngay lúc này, thầy có gì bám không? Thấy, nghe, rõ ràng. Ai biểu mình đánh chuông thì mình đánh, biểu mình dừng thì mình dừng. Đâu có cần phải bám vào cái gì ta mới sống, tỉnh thức mới sống. Bám vào là chết, bám là quá khứ. Và tất cả chúng ta đều có một quá khứ biết đi qua cái lai lịch của con người mình. Khi nói tôi là ai là bắt đầu giới thiệu tôi là ông đó, bà đó, tên đó, danh chức đó, với những cái trải nghiệm đó vân vân. Và mình nắm vào những thứ đó để cho là mình. Bây giờ buông nó thì phải sống ở phút này.
chỉ trọn vẹn với những gì đang là ở đây. Một con chim nó bay trên một cái cành, nó đậu, nó không hỏi câu hỏi tiếp theo là bây giờ chuẩn bị mình bay đâu ta. Nó không hỏi như thế. Nó đậu trên cái cành đó và bắt đầu nó nhìn. Nó sống trọn vẹn trong từng phút giây của đời sống, cho nên nó không có cái khổ của loài người trong suy nghĩ. Loài vật nó ở dưới suy nghĩ, loài người ở trong suy nghĩ và bậc tỉnh thức ở trên suy nghĩ. Như vậy mình đắm vào trong một cái chớp mắt á, là mình đang ở trong suy nghĩ. Vậy bây giờ mình vượt lên trên nó hay là mình đi xuống dưới luôn? Mình suy nghĩ đắm đuối vào trong nó. Xong cái mình mệt quá, mình đau đầu quá, cái mình lấy cái danh bà điện thoại là mình lướt 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 cái ổ có bận thân rồi, đi uống cái tàu bữa mày. Để chi vậy? Để ta rụng bớt suy nghĩ xuống. Chịu không nổi. Cho suy nghĩ này rụng bớt xuống cho chịu không nổi. Ta muốn, thực ra ta đâu có muốn dính. Nhưng mà cái thói quen của mình là cứ dính, cứ nghĩ hoài tới quá khứ thất bại và đau khổ mà người khác gây cho mình. Bây giờ mình muốn dùng một ly này tìm quên trong đau khổ. Uống được một ly cái feel good, cảm thấy ok, cảm thấy tốt. Cảm thấy tốt, cho một ly nữa. Cảm thấy tốt hơn, nhẹ hơn rồi. Và cho một ly nữa đi, rồi ngã cái rầm. Rồi ta đã thành công, không còn suy nghĩ được gì nữa hết. Đó là cách ta khỏi bám víu. Bám gì nổi nữa. Cái ghế ngồi không nổi bám gì. Nhưng đó là cách mình trở về với cái dưới suy nghĩ thấp hơn của loài người. Nhưng rồi sáng mai rồi sẽ tỉnh. Say men rượu sáng mai rồi sẽ tỉnh, nhưng say men tình say rồi nữa là say. Tại sao? Sáng mai rồi mình tỉnh, cơn đau đó còn không? Cơn nghiện bắt đầu đau khổ và kết thúc là đau khổ gấp đôi. Mình là loài người, mình tìm quên trong 5-3 phút hay 2-3 giây gì đó. Nhưng mình không được phép ở dưới loài người, mình phải trở về loài người. Vậy sứ mệnh của mình là phải bước lên trên, chứ không phải bị chui xuống dưới. Bước lên trên suy nghĩ. Buộc như thế thì mình phải đối diện với nó, có mặt cho nó, chăm sóc nó. Người nào đau khổ nhiều, người đó tỉnh thức và nở hoa giác ngộ càng lớn và càng đẹp. Không có cách thức nào đâu, không có phương pháp đâu. Đức Phật không có chỉ phương pháp. Đức Phật nói ra chân lý. Gặp cái người đó, Đức Phật kê một toa thuốc rẹt. Còn nếu mà có một phương pháp thật cho tất cả mọi người thì Đức Phật khỏi cần mệt mỏi 49 năm nói hết chỗ này, nói tới chỗ kia, nói hết người này đến người nọ. Làm phương pháp ai cũng đi cái đường đó thôi. Nhưng mà bệnh khác cho nên thuốc khác. Cho nên mình đừng bám vào phương pháp. Mình coi cái bệnh mình gì, mình tìm cho ra, rồi mình hãy đi tìm thuốc. Tụng kinh ta lã, học Phật ta lã thiên địa hết. Nhưng mà mình biết rằng tam tạng kinh điển mênh mông bát ngát của một rừng chữ đó là cái đo, cái toa thuốc nè. Và cái đơn menu liệt kê thức ăn nè. Mình ngồi mình ăn hết không? Mình phải coi thử là mình thích ăn cái gì, cái bệnh mình đói cái nào, cái bệnh mình bệnh gì để mình lựa cái thuốc cho đúng.